diễn biến phức tạp của COVID-19 trên địa bàn, quận Ngũ Hành Sơn vừa nâng cấp độ dịch đối với phường Hòa Hải từ cấp 1 vùng xanh lên cấp độ 3 vùng cam từ ngày 3 tháng 1. Đây cũng là quyết định phù hợp và kịp thời để ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng. Xuất phát từ ổ dịch từ chợ Nông Nước, những ngày vừa qua, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn liên tục tăng cao. Với 36 ca mắc mới trong ngày hôm nay, ngày 4 tháng 1, tổng số ca mắc qua hơn 2 tháng chuyển trạng thái thích ứng tại phường đã lên 124 ca. Ủy ban nhân dân phường đã thành lập các tổ công tác phối hợp với các lực lượng tiến hành công tác phong tỏa, truy vết nhanh các F0, F1. Đối với việc thực hiện quyết định nâng cấp độ thì đối với phường Hòa Hải, nhân dân chỉ được cho phép bán mang về, không được phục vụ tại chỗ. Cấm các hoạt động tập trung quá 20 người tại một thời điểm. Thì Ủy ban nhân dân phường Hòa Hải đã chỉ đạo các tổ COVID cộng đồng tăng cường đi tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện nghiêm quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Sau khi chuyển cấp độ thì phường Hòa Hải tập trung khoanh vùng truy vết để chặn đà lây nhiễm, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát đối với các hoạt động tuân thủ đúng quy định phòng chống dịch. Trong đó hạn chế các hoạt động tập trung đông người, hàng quán chỉ bán mang về, không phục vụ tại chỗ. Với việc chuyển từ cấp độ 1 lên cấp độ 3, thì trong thời gian này, phường Hòa Hải sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp y tế lẫn hành chính để kịp thời kiểm soát các chuỗi lây nhiễm, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 có thể lây lan diện rộng ra cộng đồng.